Kính thưa quý vị, kỹ sư ở Ba Lan chế tạo thiết bị thông minh để cải thiện động cơ xe hơi, tính từ Ba Lan. Một công ty nhỏ ở miền nam Ba Lan hiện đã được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị đặc biệt, được cho là bộ cường lực đầu tiên dành cho động cơ xe hơi, được điều khiển bằng điện thoại thông minh. Với tên gọi chính thức là Powerbox, thiết bị nói trên sẽ cho phép người dùng thay đổi đặc tính của động cơ theo 8 kiểu tùy chỉnh khác nhau. Theo các nhà thiết kế cho biết, Powerbox có thể tăng cường hiệu năng cho mỗi động cơ lên đến 20% mà vẫn giữ được độ an toàn, không hề yêu cầu sự can thiệp vào động cơ, một hành động có thể khiến cho chiếc xe bị mất quyền bảo hành. Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, thiết bị nói trên sẽ cho phép người dùng điều khiển bằng điện thoại thông minh thông qua Bluetooth và Wi-Fi. Hiện nay, các tác giả đang tiếp tục phát triển thêm những tính năng mới dành cho Powerbox, trong đó bao gồm cả việc bảo vệ xe hơi khỏi kẻ trộm và phát hiện các hư tổn. Theo nhà phát triển cho biết, Powerbox hiện đang được nhận rất nhiều sự chú ý từ các công ty sản xuất xe hơi nổi tiếng, phần lớn là nhờ vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ hiệu quả của nó. Hiện nay, ứng dụng điều khiển dành cho Powerbox đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên Google Play dành cho Android và App Store dành cho iPhone.